Chiều ngày 25 tháng 7, trên đoạn đường DT741 đoạn qua xã Bình Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước, hàng loạt trụ điện trung thế bất ngờ gãy đổ sau cơn mưa lớn, kèm theo gió mạnh quét qua, gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, cơn mưa lớn kéo theo gió mạnh bất ngờ quét qua địa bàn xã Bình Tân, huyện Phú Riềng. Sau vài phút gió mạnh, một trụ điện trung thế trên đường DT741 thuộc địa bàn thôn Phước Hòa, xã Bình Tân bất ngờ bị gió quét gãy ngang thân, sau đó nhanh chóng kéo theo 5 trụ điện liền kề cũng bị gãy đổ theo. Lãnh đạo điện lực tỉnh Bình Phước cho biết, ngay khi phát hiện sự cố, công ty điện lực tỉnh Bình Phước đã điều động hàng chục công nhân nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai phương án khắc phục sự cố. Đến 19 giờ cùng ngày, một số khu vực bị ảnh hưởng vẫn chưa có điện trở lại. Các công nhân điện lực Bình Phước đang tích cực đấu nối nguồn điện từ thị xã Phước Long về huyện Phú Riềng để cấp điện trở lại cho người dân.